Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ nam mô Phật-thaya, thay mặt đại chúng trong rùm còn xin được thành kính cung thiện đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, nam mô Phật-thaya, dạ con xin được thành kính cung thiện đại đức minh hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc Thánh Tăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc Thánh Tăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc Thánh Tăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt đàng sa ra nam ga cha mi, con đem hết lòng thành kính quy Phật. Đàm mang sa ra nam ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang sa ra nam ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti yam bi bụt đàng sa ra nam ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đu ti yam bi tham mang sa ra nam ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đu ti yam bi sang khang sa ra nam ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Ta ti yam bi bồ đăng sa ra nam ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Ta ti yam bi tham mang sa ra nam ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Ta ti yam bi sang khang sa ra nam ga cha mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Phật thăng sa ra nam ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mang sa ra nam ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang sa ra nam ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti yam pi bụt thang sa la nang khat cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Lần thứ nhì, Đu ti yam pi tham mang sa la nang khat cha mi,
con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sáng khang sa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi phu tăng sa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sáng khang sa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng pa ri pun năng, phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là quy tâm xa sự sang sanh. Adina dana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samayami, con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sura medayamachapamadathana veramani sikha padang samayami, con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kamesumichachara viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Suramerayamachapamadathana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ ruồi uống rượu và các chất say. Imani bành chan sikha badani sa thu gan katawa apamadena nichaka lăng samma rakitapan, chỉ thiện trên nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch với vân giới hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ma bành tê dạ xin vâng. Sīlena sukatanyanti, sīlena phokasāmbadā, sīlena nipotanyanti, tasmā sīlaṁ viso thāyē. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì, dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi, được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn,
diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Phuttaya Namo Thammaya Namo Sanghaya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quý giới Avatthana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính mừng mình Avatthana. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn đức tam bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ cảm ơn Vinh Hoa Tha Na sẽ trần đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Sức Trần Đông. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức, Tịnh Đạt Đại Đức, Tuệ Đức cùng Chí Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tham Ma Chá Rí. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Hoa Tha Na, mến chào Sức Trần Đạo, kính chào Maharaja, kính chào Chandara, kính chào Vũ Vợ, mến chào Sức Rằng, kính chào Hiển Mộng, kính chào ai kêu em đó, mến chào Trăng Thư, mến chào Cẩm Vân, kính chào Khổ Đế, kính chào Nguyên Trần, mến chào Thi An Lạc, kính chào Kỳ Đăng, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Thi Na. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức ta truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Tha Na đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của sư Tuệ Khanh. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ con thấy đại đức Tịnh Đạt đã vào đạo tràng. Dạ trước khi chúng con thỉnh sư lên điều họp chương trình ông bài tập ngày hôm nay, dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Dạ bạch sư, sư có. Dạ sa thú. Dạ con chỉ ân sư cho con một tín hiệu. Con quên đi, con chưa có kịp hỏi sư mà thỉnh pháp sư rồi sư lại bằng không có cầm mít được. Con tri ân sư rất là nhiều. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều hợp chương trình ông bài tập ngày hôm nay. Câu pháp của kinh số 56 đến 59. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To A Ra Ha To Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được
tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Và con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Con kính lễ chư Tăng, Tịnh Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Đức cùng chư quý vị có mặt tại Diễn Đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 9. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết anh tín hiệu âm thanh tốt ạ. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cho buổi ôn tập cuối tuần, và buổi hôm nay ôn tập tổng cộng là có 4 kệ ngôn từ câu số 56 số 50. Và để bắt đầu cho cái buổi ôn tập cuối tuần thì cũng xin cung thỉnh chư tăng quý vị chúng ta cùng để tâm. Arahaṃ sambuddho bhagavato buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sang khang namami sa thu sa thu. Kính thưa quý vị, rằng hôm nay chúng ta ôn tập bộ ngôn pháp cú cuối cùng của phẩm Uppavaka bẩm hoa phong hoa 56, 58 và 59. Chúng ta mỗi một tuần chúng ta có một buổi ôn tập cuối tuần, nhưng mà chúng ta cũng thực hiện một cách rất là điều đặn. Thì thưa quý vị rằng chúng ta đã đi được 4 phẩm rồi. Chúng ta đi được 4 phẩm, ngày hôm nay chúng ta kết thúc phẩm thứ 4. Cái việc nhỏ thưa quý vị rằng nếu mà chúng ta kiên trì làm điều đặn á, thì cái việc nhỏ nó sẽ trở thành cái việc thành công trong cái, nó là trở thành một cái sự siêng năng cố gắng. Trong cái nghĩa siêng năng cố gắng á, nó có cái nghĩa là kiên trì. Siêng năng mà cố gắng mà không có kiên trì nỗ lực á, không có kiên trì thì nó gọi là chỉ là sự tạm thời làm thiện pháp hay học kinh kệ. Rồi khi nào vui, khi nào không có bận rộn, khi nào tâm trạng tốt, hoan hỷ thì học. Nhưng mà nếu mà không có sự kiên trì thì cái việc học đó chỉ kéo dài vài ngày hoặc là chỉ được vài tuần. Còn cái việc nhỏ nhưng mà chúng ta cố gắng kiên trì, giống như là quý vị chúng ta vào trong những cái diễn đàn như là Diễn Đàn Pháp Cú Kinh mở hàng ngày, khung giờ từ 5 giờ rưỡi đến 8 giờ, thì phải nói rằng đây là một cả một sự phấn đấu kiên trì của thứ nhất phải kể đến là những vị trong cái
công việc trong cái đội, trong cái nhóm hỗ trợ trong cái, và các cái vị giảng sư cũng như là quý vị tham dự ở trong cái diễn. Nếu có giảng sư mà không có thính chúng thì diễn đàn cũng không có tụng, mà có không có giảng sư thì diễn đàn của chúng ta cũng không có được nhiều cái sinh hoạt. Tất cả đều là một cái duyên để mà tác thành cái sự nỗ lực cố gắng kiên trì để gìn giữ diễn đàn Tạo Thiện Pháp. Thì trước khi đi vào cái phần ôn bài tình đàn, xin được một lần nữa tán thán công đức của tất cả quý vị. Chúng ta đừng cho rằng cái việc nhỏ ôn bài không có gì quan trọng, nhưng mà ngày qua ngày chúng ta thấy rằng trước tiên là chúng ta thấy rằng đó là chúng ta đã kết thúc, hôm nay chúng ta chỉ kết thúc phẩm thứ tư là 59 câu kệ ngôn pháp cú. Nếu như bình thường mà chúng ta không có lên diễn đàn đó, mà chúng ta ngồi ôn tập đó một mình đó, thì đối với những vị nghiên cứu quen sách quen thì chúng ta có thể làm được rất là dễ dàng. Nhưng mà khi không mà mình kêu mình ngồi ôn tập hết 423 câu pháp cú này, vừa đọc chánh tạng, bản dịch cũng như là câu chuyện, thì phải nói là một cái sự thử rất là lớn. Phải một sự thử thách rất là lớn. Cho nên tuy rằng cái việc chúng ta ôn tập không có gì khó khăn, nhưng mà chính vì cái kiên trì hàng tuần, hàng ngày chúng ta làm cùng với tập thể, cái việc đó nó có cái kết quả. Thì trước khi cái buổi ôn tập thì mình đang xin được nói thêm tí xíu về cái phần ôn tập cuối tuần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho việc ôn tập cuối tuần với 4 câu kệ ngôn pháp cú số 56, 57, 58 và 59 ở phẩm Upavaka, phẩm Hoa. Và quý vị đã sẵn sàng thì mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi cũng như là ôn tập tập thể 4 câu kệ ngôn pháp cú này, trước khi mời quý vị chúng ta giơ tay cầm mic để mà ôn tập. Dạ, bây giờ xin được bắt đầu ạ. Bhavaka, câu pháp cú số 16. Abhamato ayanganto yantakara chandanang yoja silawatang ganto vati devesu utamo. Abhamato ayanganto yayang tangkara chandanang yoja sila wantang gantho wati devesu utamo. Ít giá trị hương này, hương trà la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Ít giá trị hương này, hương trà la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng thiên. Câu số 57. Tê sang sambana silanang apamada viharinang samadanya vimotanang marumakang nandati. Tê sang sambana silanang apamada viharinang samadanya vimotanang marumakang di. Giữa ai có giới an trú không phóng dật, tánh chân giải thoát ác ma không thấy đường. Giữa ai có giới hạnh an trú không chánh trí chân giải thoát ác ma không thấy đường,
câu số 58. Yata sankara thanasamin ujitasamin mahabhate badumang tata jayetha igantang manoramang yata sankara thanasamin ujitasamin mahabhate Badumang tata jayetha suci gantano ramang. Như giữa đống rác nhốt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Như giữa đống rác nhốt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ hoa nở thơm sạch đẹp ý người. Người. Câu số 59. Ê quang sang ta phu, an ta phu thu cha nê. A ti ro ti panh sa sam bo ta sa va ko. Ê quang sang ca ra phụ tê su an ta phụ tê phụ thu cha nê a di ro cha ti pa nha ya sam ma sam bu ta sa wa cô. Cũng vậy giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Cũng vậy giữa quần sanh uế nhiễm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Nam mô Bụt Thầy Sa Thú. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vừa qua là chúng ta cùng nhau ôn tập lại một lượt bốn câu kệ ngôn pháp cú số 58 và 59 trong ngày ôn tập cuối tuần. Hôm nay bốn câu kệ ngôn pháp cú này cũng là bốn câu kệ ngôn pháp cú thứ tư là phẩm hoa Pavakkha, và kệ ngôn pháp cú này liên quan đến ba cái nội dung duyên sự tích truyện. Thứ nhất đó là duyên sự tích truyện liên quan đến ngài Mahakassapa Pháp, ngôn cú số 56. Đây là ngôn liên tích truyện duyên sự đại đức Cồ Gohikatha Gohikatha Thera. Và tích truyện thứ ba là tích truyện Garahadina, ông quán trách thí, liên quan đến câu pháp cú nhóm, hai câu cú 8 và 59. Thì xong tới bước đầu tiên, thì bây giờ đến lượt tất cả, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau làm một việc pháp bắt đầu cho ngày mới, và cũng như là kết thúc một con ngày để chúng biện pháp mình, và cũng là góp phần gìn giữ Phật ngôn cũng như là giáo pháp của Đức Phật được bền lâu. Việc mà chúng ta làm thứ nhất là có ý nghĩa cho bản thân mình, học hỏi, ôn tập, và cũng có ý nghĩa để gìn giữ giáo pháp Buddha Sasana Chia Răng Thích Tha Tú. Và tôi cũng xin được nhắc lại đó là cái việc chúng ta làm kiên trì và làm có cái thời gian biểu rõ ràng,
thì cái việc sẽ trở thành một cái việc thành công trong cuộc sống của mình. Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để lần lượt ôn lại bốn câu kệ ngôn Pháp Cú ngày hôm nay. Một lần nữa tình đàn xin được xin mời tất cả quý vị, tình đàn xin được xuống mic ạ. Dạ xin mời vị nào xung phong đầu tiên ạ. Dạ vâng. Dạ sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã ôn tập trước bốn câu và cảm ơn chị Giang Đông. Dạ bây giờ thì Giang Đông mở hàng đi. Dạ như Quỳnh nghĩ chắc đại đức không có trước máy đâu. Dạ giờ này sư thường ngày này thì sư bận việc ở dưới chùa. Dạ mời Giang Đông. Dạ mời đạo tràng ạ. Xin mời Đặng Đông và mời cô tu nữ Thâm Má Cha Ri, mời cô tu nữ Tị Duyên và mời tất cả quý vị mình dạng đưa bàn tay sắp hàng ạ. Sa thú lành thai. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thammachari, cô tu nữ Tề Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin chọn câu 56. Dạ, kính cảm ơn Minh Pháp Thanh Á. Appamato ayam gantho yayam tagara chandanang yoja si lawatam gantho wati de que su utamo. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pamato ayam gam tho ya yang tagara chandanang yo cha si la wa tang gam tho wa ti de que su utamo. Giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin đọc duyên sử. Kính mời chị Nhật Quỳnh Boss. Duyên sử vô mặt giả. Kính cảm ơn chị. Bài kệ này được Đức Phật thuyết tại chùa Trúc Lâm khi Ngài ngự ở Dương Xá Thành, nhân câu chuyện của tôn giả Đại Ca Diếp Maha Kassapa. Tương truyền tôn giả Ca Diếp là vị tỳ kheo được Đức Phật tuyên dương là vị tối thắng hạnh đầu đà. Ngoài ra, tôn giả còn là một vị được đông đảo quần chúng kính ngưỡng vì tôn giả có hạnh tiếp độ người nghèo. Những người giàu có luôn cả hàng chư thiên đều mong mỏi được dịp cúng dường đến tôn giả và họ xem đó là một vinh hạnh. Một lần, vua trời Đế Thích và Thiên Hậu giả làm người nghèo để được tôn giả thọ nhận sự cúng dường. Tôn giả Ca Diếp biết được đã khiển trách, nhưng vua trời Đế Thích vẫn tràn ngập niềm vui vì đã cúng dường được đến tôn giả. Các vị tỳ kheo biết chuyện này đã bạch trình lên Đức Phật. Đức Thế Tôn đã thuyết lên bài kệ trên để nói về giá trị của đức hạnh. Dạ thưa hết, kính mời cô Cẩm Vân.
Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu kệ số 56. Appamatto ajanganto yayang taga rachandanang yocha sila watanganto vati dewe su uttamo appamatto ajanganto yayang taga rachandanang vô chá si lá quá tăng ganh thô quá tí đề quê xú út ta mô ít giá trị hương này hương già lan chiên đàn hương già la chiên đàn chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới bản dịch của hòa thượng Minh Châu ít giá trị hương này hương già la chiên đàn chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏ thiên giới bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Bài kệ này được Đức Phật thuyết tại chùa Trúc Lâm khi ngài ngự ở Vương Xá Thành nhân câu chuyện của tôn giả Đại Ca Diếp Maha Kassapa. Tương truyền tôn giả Ca Diếp là vị tỳ kheo được Đức Phật tuyên dương là vị tối thắng hạnh đầu đà. Ngoài ra tôn giả còn là một vị được đông đảo quần chúng kính ngưỡng vì tôn giả có hạnh tiếp độ người nghèo. Những người giàu có luôn cả hàng chư thiên đều mong mỏi được dịp cúng dường đến tôn giả và họ xem đó là một vinh hạnh. Một lần, vua trời Đế Thích và Thiên Hậu giả làm người nghèo để được tôn giả thọ nhận sự cúng dường. Tôn giả Ca Diếp biết được đã khiển trách, nhưng vua trời Đế Thích vẫn tràn ngập niềm vui vì đã cúng dường được đến tôn giả. Các tỳ kheo biết chuyện này đã bạch trình lên Đức Phật. Đức Phật Thế Tôn đã thuyết bài kệ trên để nói về giá trị của đức hạnh. Và hết. Và mến mời bàn tay của cô tu nữ Tự Duyên. Sa thú kính chào anh chị cảm nhận. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng thọ minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Và bây giờ Tự Duyên xin đọc kinh Pháp Cú số 59. Và cảm ơn Quỳnh. Ê quan sang ca ra phù tê su an tháp phù tê cút thút chạ nê á tí rô chá tí bành nhà giá sàm mà sàm bút thá xà quá cù. Ê quan sang ca ra phù tê su an tháp phù tê cút thút chạ nê a ti ro cha ti bành nhà ya sam ma sam bu ta ta sa wa ku e wang sang ka ra pu te su an tha pu te bu tu cha ne a ti ro cha ti bành nhà ya sama sambuddhasa wakko
e văn sang ca ra phu tê su an thắp phu tê bút thút chát mê. Ati rô chát tị bành nhà giá sang ma sang bà sa quạc cô. Cũng vậy giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ thì em xin đọc duyên sự. Dạ, cảm ơn Hàng Đông. Bài kệ này được Đức Phật thuyết tại thành Thi. Khi Ngài ngự ở Chê Tá Quan Ná, nguyên nhân câu chuyện giữa hai cư sĩ bạn thân với nhau, một là ông Siriputta đệ tử Phật, một là ông Garahadinna đệ tử của ngoại đạo Ni Kiền Tử. Ông đệ tử ngoại đạo thường khoe với bạn là các vị thầy của ông ta không hiểu việc quá khứ vị lai, và ông ta thuyết phục bạn mình bỏ Đức Phật mà cúng dường cho các vị Ni Kiền Tử. Ông Siriputta giả vờ như bị thuyết phục, bèn tổ chức lễ cúng dường các ngoại đạo Ni Kiền Tử. Ông cho đào hố rộng và đổ đầy bùn đen, phía trên ngụy trang lót thảm sang trọng. Khi các ngoại đạo bước vào nhà, vừa ngồi xuống đã bị sụp té, toàn thân lấm lem xấu hổ bỏ về. Ông đệ tử ngoại đạo tức giận liền lập kế trả thù. Ông ta cũng đào hố rộng và đặt nhiều gai trong dưới hố, phía trên trải thảm và trang hoàng tươm tất, rồi thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà. Đức Phật biết rõ âm mưu này, nhưng Ngài cũng đến. Do oai lực bậc chánh giác và chư thinh văn A-la-hán nên các ngài vô sự không bị hại. Sự kiện đó đã khiến ông đệ tử ngoại đạo cảm phục và quy y Tam Bảo. Sau khi nghe pháp, hai người đều đắc quả dự lưu. Nhắc lại sự việc đó, Đức Phật đã thuyết hai bài kệ trên. Dạ, cảm ơn Đàn Nông đã phát bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Trần Đạo. Dạ, kính mời chị. Dạ, con cảm ơn cô Cô Nữ Tự Nhiên. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Đệ Đức Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với cô Cô Nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nữ cùng cô Cô Nữ Trị Duyên cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể của Kinh Pháp Cú số 57 ạ. Đề sang sâm văn là si la năng ấm ma ma đa vì ha vi năng sầm ma đan nha vì ngược ta năng ma rô ma lăng là vinh na ti đề sang sâm văn nhà si la năng ấm ba ma đa vì ha đi năng sầm ma đan nha vì mút ta năng ma rô ma lăng là vinh na ti. Những ai có những hạnh an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu.
Bài kệ này được Đức Thế Tôn thuyết tại chùa Trúc Lâm khi Ngài ngự ở Vương Xá Thành. Nhân câu chuyện của Đại Đức Gotika, Đại Đức Gotika tinh tấn thiền định đã chứng thiền hiệp thế, nhưng sau đó bị hoại thiền vì sự bệnh hoạn làm cho tâm lôi sụp. Đại Đức cố gắng phục hồi thiền định mà không thành công. Thế rồi Đại Đức Gotika đã dùng con dao tự sát. Khi cảm thọ khổ hoằn ngoại phát sanh, thì Đại Đức an trú niệm phát triển tệ minh sát với đề tài khổ quán, ngay tức khắc đắc chứng quả vị A-la-hán và viên tịch trên giường bệnh. Bấy giờ ác ma biết được sự việc Đại Đức Gotika tự sát, nên theo dõi xem vị này tái sanh cảnh giới nào. Tìm mãi nhưng không thấy được, ác ma đã hiện ra trước mặt Đức Phật nói trên vấn đề này. Đức Phật bảo ác ma rằng đừng tìm kiếm vô ích. Một vị đã đoạn từ lậu hoặc vô dư y niết bàn thì không còn dấu vết tái sanh nữa. Sau đó Đức Phật thuyết bài kệ trên. Dạ con đã cảm ơn chị Đăng Nông đã bớt bài ạ. Xin mời chị Lạc Lê ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Kha Giá. Con kính định lễ chư Đại Đức Tăng, con kính định lễ với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ kính, con kính cảm ơn cô Tiểu Duyên cho biết âm thanh rõ chị Đặng Đông và Trần Đạo. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ con xin đọc cái câu kệ số 57, câu Pháp Cú số 57 dạ. Tê sang sang bằng nát Na si la nang appa ma da quy ha ri nang sam mat dan na vi mut ta nang ma ro mat gang na quy da ti te sang sam pang na si la nang appa ma da vi ha ri nang Sammadana Vimuttanang Maromangang Navidati. Những ai có giới hạnh, an trú trong phóng vật, chánh trí chẳng giải thoát, ác ma không thấy đường. Và đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bài kệ này được Đức Phật thuyết tại chùa Trúc Lâm khi Ngài ở vườn Xá Thân. Câu chuyện của Đại Đức Gotika tinh tấn thiền định đã chứng thiền hiệp thế, nhưng sau đó bị họa thiền vì sự bệnh hoạn, bị họa thiền vì bệnh hoạn làm cho tâm lui sụp. Đại Đức cố gắng phục hồi thiền định mà không thành công. Thế rồi Đại Đức Gotika đã dùng con dao tự sát. Khi cảm thọ khổ hoàn hoạt phát sanh, thì Đại Đức an trú niệm phát thiền tuệ minh sát với tuệ minh sát với đề tài là khổ quán, ngay tức khắc đắc chứng quả vị A-la-hán và viên tịch trên giường bệnh. Bấy giờ ác ma biết được cái sự việc Đại Đức Gotika tự sát, nên theo dõi xem vị này tái sanh cảnh giới nào. Tìm mãi nhưng không thấy được, ác ma đã hiện ra trước mặt của Đức Phật nói lên vấn đề này. Đức Phật bảo ác ma rằng đừng có tìm kiếm vô ích. Một vị đã hoàn trừ lọt lậu hoặc vô dư như ý niết bàn thì không còn dấu vết tái sanh nữa. Sau đó Đức Phật thuyết bài kệ trên và hết. Dạ con xin nhận biết lại cho vị kế tiếp ạ.
Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông, chị Nhật Huynh và cô Tự Duyên. Sa thu làm Sĩ Tà Phương. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Gia. Kính đại lễ ba ngôi Tam Pháp và chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng Chẳng Đạo Tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rùm con chị của sinh năm 18. Kính cảm ơn một tuệ duyên chiết rằng đã rõ. Yatha sukara thana sming ujita sming me tattha cha sujjaman karathan ujita sming ahapathe paduman tattha jayetha sujjigantham mano yat sangka sming mahapathe bằng tất tha chi ngăn thăng ma nô ra măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Bài kệ này được Đức Phật thuyết tại thành Savatthi khi Ngài ngự tại Chaitavana. Nguyên nhân câu chuyện giữa hai cư sĩ bạn thân với nhau, một là ông Sariputta đệ tử Phật và một ông là Garahadina đệ tử của ngoại đạo Ni Kiền Tử, đệ tử ngoại đạo, thường khoe với bạn các vị thầy của ông ta thông quá khứ vị lai, và ông ta thuyết phục bạn bỏ Đức Phật mà cúng dường cho các vị Ni Kiền Tử. Xin chẳng đông. Giả vờ như bị chức các ngôi, ông cho đào hố rộng đen. Phía trên ngụy trang nhà vừa ngồi xuống đã bị sụp té, toàn thân lấm lem xấu hổ bỏ về. Ông đệ tử ngoại đạo tức giận liền lập kế trả thù. Ông ta cũng đào hố rộng và đặt nhiều gai trông dưới hố. Phía trên trải thảm và trang hoàng tươm tất, rồi thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà. Đức Phật biết rõ âm mưu này nhưng Ngài cũng đến. Do oai lực bậc Chánh Đẳng Giác và Chư Thinh Văn A-La-Hán nên các Ngài vô sự không bị hại. Sự kiện đó là khiến cho ông đệ tử ngoại đạo cảm phục và quy y Tam Bảo. Sau khi nghe Pháp, cả hai người bạn đều đắc quả dự lưu. Nhắc lại sự việc đó, Đức Phật đã thuyết hai bài kể trên. Dạ, Nam Mô Phật Thà, dạ, con xin được xuống bích. Dạ, có thân này thấy quản bố Xích Nhật Huỳnh thôi. Kính mời Xích Nhật Huỳnh nhé. Dạ, sa thú kính cảm ơn Bình Quá Thanh à. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Đâu có đâu, Nhật Quỳnh nên thấy hình như Tina cũng chưa có lên ôn bài, phải không Tina? Dạ, cảm ơn Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên. Tina ơi, Tina có trước máy chưa không? Tina có ôn bài không? Có cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Tina ơi, sao hôm nay vô ngồi im ru vậy? Tina có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô tu nữ Khâm Má Cha Rí có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Ái Kim. Dạ, vậy dạ, cô tu nữ Khâm Má Cha Rí không có nhúc nhích. Tina cũng không có nhúc nhích. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Cú số 56.
Dạ, Vinh Quá Thanh Á cho Nhật Quỳnh bài số 56 đi Vinh. Trong khi chờ đợi bàn tay của Thina, bàn tay của tu nữ Chăm Má Cha Rí. Dạ, con xin cảm ơn Nhật Quỳnh, kính cảm ơn Vinh nha. Áp măng mát tờ ai dằn gành thờ dài dằn ta ra chanh nặng chàn đa nặng giờ cho xì lao bắt tăng gành thờ hòa tí đề về sư út ta mờ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Phật tử Hà Giang. Dạ, Phật tử Hà Giang có muốn lên ôn bài không thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh sẽ nhường mít ạ. Áp ba mát tờ a dằn gành thờ dạ dằn ta gà ra chằn đa nặng giờ cho xì la quá cằn gành thờ và tí đề quê xuất út ta mơ. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. Và đây là bản chủ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Áp ba mát tờ a dằn gành thơ dạ dằn ta ga ra chảnh đa năng dù cha si la và tặng gành thơ quả ti đê quê su út ta môn. Áp ba mát tơ a dằn gành thơ dạ dằn ta ga ra chảnh đa năng dù cha si la và tặng gánh thơ và ti đê quê sự út ta mô. Cho Nhật Quỳnh ghi sự rạng đồng. Dạ, cảm ơn chị rạng đồng rất là nhiều. Bài kệ này được Đức Phật thuyết ra tại chùa Trúc Lâm khi Ngài ngự ở Vương Xá Thành, nhân câu chuyện của tôn giả Đại Ca Diếp Maha Kassapa. Tương truyền tôn giả Ca Diếp là vị tỳ kheo được Đức Phật tuyên dương là vị tối thắng hạnh đầu đà. Ngoài ra tôn giả còn một vị được đông đảo quần chúng kính ngưỡng vì tôn giả có hạnh tiếp độ người nghèo. Những người giàu có luôn cả hàng chư thiên đều mong mỏi được dịp cúng dường đến tôn giả và họ xem đó là một vinh hạnh. Một lần vua trời Đế Thích và thiên hậu giả làm người nghèo để được tôn giả thọ nhận sự cúng dường. Tôn giả Ca Diếp biết được đã khiển trách nhưng vua trời Đế Thích vẫn tràn ngập niềm vui vì đã cúng dường được đến tôn giả. Các vị tỳ kheo biết chuyện này đã bạch trình lên Đức Phật. Đức Thế Tôn đã thuyết bài kệ trên để nói về giá trị của đức hạnh. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bài kệ nào thì cũng hay, bài kệ nào cũng có những duyên sự rất là đặc biệt. Nhưng con là thích nhất trong bốn câu, con thích nhất bài này. Lý do là con nghĩ tới hạnh đầu đà của Ngài Maha Kassapa và con cũng có tâm trạng giống như vị thiên vương. Con được duyên mà để cúng dường, để làm phước đến với chư tăng thì con rất là hoan hỷ. Con bị rầy cũng hoan hỷ lắm, nên con rất là hoan hỷ với cái câu này. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là đại đức Tịnh Đạt. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Cảm ơn Vinh Quá Thanh Á cho bài học và cảm ơn Thích Rạng Đông cho duyên sự. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, mời quý vị có thể tiếp tục đưa bàn tay lên không, không ấy là mất quyền lợi nha. Đồng hồ Nhật Quỳnh đã 7 giờ 13 phút rồi. Nếu quý vị không nhanh tay là Nhật Quỳnh thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt ạ. Dạ, vậy là hôm nay trong đạo tràng còn có những vị không thể đưa bàn tay lên được bạch sư. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay ạ. Buổi ông đọc hôm nay, dạ sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư. Nam Mô Bích Tha. Dạ,
Dạ, thú xa thú lành thai. À, quý vị có nghe rõ âm thanh không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, Bác Quát Thà Ná, cô Rạng Đông. Dạ, cảm ơn cô Lạc Lê. Dạ, cảm ơn cô Tina. À, như vậy thì chúng ta vừa cùng nhau ôn tập lại bốn câu kệ ngôn pháp cú ở trong phẩm thứ tư là phẩm Hoa Upavaka. Ngày hôm sau có nghĩa là tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục qua phẩm Palavaka. Phẩm 5 không ạ? Phẩm thứ 5. Phẩm thứ 5 là... Dạ đúng rồi, Palavaka phẩm ngu. À, chúng ta sẽ ôn tập lại phẩm ngu Palavaka với ba câu kệ ngôn, đó là câu số 60, câu 61 và câu 62. Câu số 60 thì liên quan đến tích truyện duyên sự trai nghèo có vợ đẹp. À, câu chuyện này Anyatarapurisa, cái từ trong một vị thiện nam khác, nhưng mà cái bản cái tựa đề dịch đó thì dịch theo cái dung tiếng Việt. À, câu số 61 liên quan đến cái tích truyện duyên sự đệ tử của đại đức Mahakayip Mahakasapa Therasa Sativiharika. Câu kệ ngôn số 62 liên quan đến ngài giả Anan Anansethi Phát Thụ. Sẽ ôn tập ba câu kệ ngôn pháp cú vào ngày Chủ nhật tuần sau. Diễn đàn pháp kính của kinh chúng ta có sinh hoạt là 7 ngày, và nhưng mà chỉ có 6 vị giảng sư được thỉnh giảng ở trong diễn đàn. Chỉ riêng ngày Chủ nhật thì chúng ta còn bị trống, và suốt cái thời gian trống như thế này thì vẫn chưa tìm được vị nào có thể thỉnh được vị nào có thể đảm nhiệm ngày Chủ nhật. Cho nên nếu như chưa có thỉnh được vị nào đảm nhiệm ngày Chủ nhật thì lớp ôn tập cuối tuần của chúng ta vẫn diễn ra tiếp tục. Mong rằng thì thật sự ra cũng mong rằng có một vị giảng sư để mà cùng sinh hoạt với diễn đàn của chúng ta. Có nhiều các vị giảng sư thì điều đó là một điều rất là hạnh phúc, may mắn. Bởi vì thưa quý vị rằng giáo pháp của Đức Phật trong cái thời gian thời kỳ chúng ta thấy là thời kỳ Đức Phật còn tại tiền đó, ở trong kinh điển còn ghi lại đọc chúng ta thấy đó. Có nhiều trường hợp, tức là nghe pháp từ Đức Phật, nghe pháp từ các vị thánh tăng đệ tử Phật, các ngài các vị đó lãnh hội giáo pháp rất là mau lẹ. Lãnh hội giáo pháp mau lẹ ở đây có nhiều cái điều kiện nguyên nhân. Thứ nhất là do căn cơ ba la mật của các vị đó đã tròn đủ rồi. Cái thứ hai đó là cái ngôn ngữ sử dụng, các vị đó là ngôn ngữ mẹ đẻ, cho nên dễ nắm bắt. Điều thứ ba nó là do là các ngài Đức Phật và các vị thánh tăng là những vị thấu biết được căn cơ căn tánh của mỗi chúng sanh, hữu duyên tiếp độ thì chắc chắn sẽ thành công. Và trong cái thời gian hiện tại của chúng ta bây giờ đã hơn 2000 năm rồi đó, thì những cái điều kiện đó nó bị giảm dần theo cái thời gian, theo cái nghiệp lực của chúng sanh. Và trong cái thời kỳ bây giờ thì để mà có được một cái căn cơ đầy đủ các ba la mật
thì đã khó rồi, gặp được chánh pháp cũng đã khó rồi, mà bây giờ học tìm về nguồn gốc các bản gốc Pali cũng đã khó rồi, khi mà tìm được các bản văn bản gốc Pali á, thì lại một cái công đoạn là học hiểu văn bản gốc cái là lại càng khó. Chính vì vậy mà các nơi, các nước Phật giáo hay là ngay cả Việt Nam chúng ta sử dụng phổ các bản dịch nghĩa Việt ngữ hay là các bản ra khác tiếng Anh, tiếng Miến Điện, tiếng Thái Lan v.v. Chính vì cái việc mà dịch nghĩa hay là giải thích cần có những cái nhiều vị nghiên cứu, nhiều vị có cái kinh nghiệm về kinh nghiệm về thực hành. Cho nên khi mà chúng ta gặp được một cái vị giảng sư, một cái vị đáng là một điều rất là may mắn. Bởi vì trên con đường học đạo, trên con đường tu tập thì không nào chúng ta mày mò, tự mày mò đi một cách mù quáng được, mà cần phải có cái sự hướng dẫn. Khi nào chúng ta tự bước đi được thì cái sự hướng dẫn đó lại càng gặp thêm, càng phải tìm cái sự hướng dẫn cao hơn nữa. Bởi vì chính vì cái lý do đó mà diễn đàn của chúng ta đó hiện tại là có 6 vị giảng sư và thiếu đi một vị ở ngày Chủ nhật. Mong rằng trong tương lai sẽ có một cái vị thỉnh được giảng sư để đảm nhận ngày Chủ nhật, và cũng như là đóng góp cho cái diễn kinh, cho cái tuổi thọ Phật giáo được bền lâu, và cũng như là một cái sự may mắn cho tất cả chúng ta được học hỏi, không chỉ riêng về cái phần Phật học mà còn là những cái kinh nghiệm tu tập của mỗi vị khác nhau. Mỗi sự kinh nghiệm đối với những tình huống xảy ra trong nội tâm mình hay là trong cái tình huống xảy ra ở ngoài đời, tất cả những cái kinh nghiệm chia sẻ đó chúng ta được gặp gỡ học hỏi đó, thì chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro. Cho nên chính vì thế cho nên mỗi cái diễn đàn mà chúng ta có được nhiều cái vị giảng sư cái một điều rất là may mắn cho cái người học Phật. Dạ, thì hôm nay bây giờ chúng ta cũng sắp hết thời gian, thì hôm nay chúng ta đã kết thúc phẩm thứ tư là phẩm Hoa Bất Tháo Quốc Giá, và tuần sau chúng ta tiếp phần ôn tập cuối tuần với phẩm To Lá, phẩm Ngu với 3 câu kệ, và mong rằng chúng ta sẽ tham gia một cách đầy đủ và tham gia một cách rất là nhiệt huyết, hoan hỷ, là những cái buổi ôn tập cuối tuần đã diễn ra trong những ngày cuối cùng. Thì tịnh đàn cũng xin được thân và tất cả quý vị, mong tất cả chúng ta thành tựu nguyện và sớm thành tựu những cái giải thoát khỏi các sự khổ đau luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tịnh đàn xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe chư tăng và quý vị. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập tuần Chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddhang nirvāvena sadā sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhammang vantu te.
bà quát tu sáp bà mang ga lang ra khăn tu sáp bê đê quát tu sáp bà thang khá nữ phá vê nê sá đà sò thí bà quán chú tê. Tất cả phương có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta sot thin ka ron te tha vi ha ra mang da le thê ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa wan tu tê cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba ti cha tê sap bê pi đúc kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khan tu sắc thầm mô sắp bê pi thầm ma chà ri nô vút thêm sâm phát phu ni ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 10 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào trong học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.